số vui. Rồi hát lại nè. Số số kiên thiết mang niềm vui đến mọi nhà. Ta mong đến chiều cùng nhau số đến tối rồi. Ta mong đến tối cùng nhau số số vui. May mắn thật nhiều đời vui càng thêm vui. Yeah. Xong nghe giống hát cải lương. Mà cái lưỡi nghe nhiều tập. Không phải dễ nhà lưỡi gì đâu. Ui. Nhưng mà em hát nó tụt tụt vậy đó. Thì đó, thì đó, đó là cái ý đồ người ta, hiểu không? Vui là đi xuống vùi á. Vui vùi, hiểu không? Dạ, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay mấy chị em mới ăn tối xong. Và chiều nay em có mua ủng hộ cho... À, không phải em mua mà là cái này là Mạnh Thường Quân nhờ em mua ủng hộ cho bé Sương. Đó, 200 tờ vé số. Sau đó thì sau cái giờ sổ thì trời ơi chờ chờ chị từ từ đừng mồi quá chơi gì trúng rồi hả trời ơi tập hết rồi ủa gì khán giả ơi cái giải đặc biệt nó đẹp lắm ủa gì khán giả 70 72 70 nhưng mà không có từ từ chị làm trả hồi hộp gì chứ đấy hôm nay bây giờ sẽ ngồi sổ hơn 200 tờ vé số chiều nay em mua giúp cho bé Sương quý vị khán giả đây giờ trên tay mỗi người cầm khoảng 3 sấp. Bây giờ sẽ dò xem hôm nay có trúng được. Bây giờ đài nào chị nói phải nói đài trước chứ. Đây đây Hà đang cầm là đài Tiền Giang quý vị khán giả ơi. Và đài Tôn, Tiền đài Đà Lạt. Hà đang cầm đài Tiền em Giang. Đang cầm ở đài gì đây ta? Đài và Tiền Giang này. Đầu tiên sấp mang số 514. 514, 54 hàng đơn vị hàng chục. Ủa, của nấm cái này là 38 tờ lúc nãy giờ hả? 54, cái đó bỏ riêng ấy nha, tại 200 tờ riêng cái đó rồi. 54. Giò vé số cục xúc đi. 13. Anh giò sao để cho mọi người giò chung ấy hả? 13. Trời ơi, 03 nè, 33 nè, 53 nè. Mà không có 13. Anh Tuấn anh đang đọc đài nào vậy? Anh đang đọc đài Đà Lạt. Đà Lạt rồi đem cầm một đống Đà Lạt đem đọc. Đang đọc Đà Lạt đi, cũng có Đà Lạt. Nè, Đà Lạt. Của chị Trang nha. Số số 87. Đúng không? Sẽ 87. Khùng quá, đọc vậy nó lâu lắm. Bây giờ này em số gì? Để đọc đi rồi tương dò bởi. Bởi vậy. Bởi vậy. Là đọc số nào đúng không? Đấy, đọc số đi. 4 13. Đọc từ đuôi lên nha. 13. Là 3 đúng không? Ừ, 31. 13 bỏ đi, 13 bỏ đi, 13 nè, anh vừa mới ra 13 nè. Trời trời. Rồi 47 ngược ở dưới lên đó nha. Đúng rồi, 47 là 74 đúng không? Ờ 47 là 74 á. Thì đọc 47 đi. Thì là đâu đâu đâu, như này là đọc. Thì người ta nè, em nói 74, anh đọc 47 thì anh có 47 đang tự vô số 47 nè. Anh cảo nó đọc từ ngược lên thì đọc từ 47. Cái này là 74 hay 47 anh? 74. 74 đúng không? 74 cũng không có đúng không? Làm nó tưởng vô chứ này có 47 nè. Đó là này. 5747 đó. Nè, 5747 nè. Nó tưởng vô. Trời trời trời, tưởng vô thiệt thật ba ơi. Thế nè. Trời ơi, 74 10 tờ luôn á. 74 này là lạc 10 tờ luôn. 74 đúng không? 74. 74 không 74. Có. 74. 74. Có 73 thôi. Rồi qua, lẹ. Ôi. Chúng rồi hay sao? Chúng rồi hay sao? Cậu đã chúng rồi hay sao? Không, tập hết thế mà. Không, cái này hộp rồi, cái hộp rồi. 54 nè. Cái hộp rồi đúng không? Để cho em diễn mạnh rồi. Cái hộp rồi đúng không? Nắm đem về để nắm mà nướng hồ mật á. 54, 54. Nắm có gì mà giờ? Không, đồng đội không phối hợp. Sao đắng diễn thì mình nháy nháy đá đá để người ta biết. Bao nhiêu? 54. 54 đúng không? Ừ. 54. 54. 54. Có 9 năm. Và có 53. Trời không ơi. Không hề có 54, có 59. Trời ơi buồn ta. Ao. Rồi bé Sương, của bé Sương đài nào vậy? Dạ, Tiền Giang. Bé Sương đài Tiền Giang rồi, vậy thôi đọc hết Đà Lạt đi. 62 nè. Đấy chúng kìa. 62. Cục đấy của chị à? Cục riêng à? Ừ, cục riêng 38 tờ là cục riêng. 62, có 62. 2062. 62, 62, 62. Số kế tiếp là số mấy? Số 5. Rồi, xong. Đi, em cứ đi. Từ từ, anh Tuấn ơi. Em không hiểu tại em không biết chơi á. Có nghĩa là tất cả các giải này cứ hai số cuối là trúng à? Không. Nó đọc để có không đã. Trúng tất cả số. Phải chú, số mình giống tất cả một trong những dãy số này. Phải giống nhau hết. Một trong những dãy số nha, chứ mà dũng tất cả những dãy số nha. Không, ví dụ số này 24 mà ở đây nó 24 thì trúng à? Thì 24 nó phải tiếp theo những số kia nữa. Dẹp bà đi, sao trúng được.
Em thấy là nó không có số nào đó, nè, đó. Nè có số nè, có số 2 nè, đó số 2 rồi tiếp theo phải là số 0 và là số 2 thì nó mới vô được. Không mà được. Có số 2 mà đây là 5 8 là thua. Không rồi, ao. Ủa mà giải 8 là số bao nhiêu vậy? 87. Rồi không có rồi. Đà Lạt là tập hết rồi hả? Tiếp, tiếp hết rồi đấy. An toàn, an toàn. Đâu có đẹp Tiền Giang bà ơi. Trời ơi, nó mệt mỏi. Nó xé một cái là chắc phá cái em ghê luôn. Phá ghê. Xé là lát giòn đặc biệt, nó tức sôi máu luôn. Đây, cái này chắc là anh cầm nhầm rồi á. Cái này là Đài Đà Lạt của chị Trang, hết Đài Đà Lạt chưa? Chưa, chị Đà Lạt nè, Đà Lạt nè. Số mấy em? Số 86. 86, có 87. Đúng rồi. 10 tờ luôn á. Và có 68 nè, chứ không có 86. Rồi, lại tạch rồi. 68 là số mấy nữa? 86 số mấy, số kia đi là số 6 hả? Dạ, 686. À, thua. Nè, 568, tức ghê. Rồi, 90. 90, có số 99. Tên này là đài nào đây? Kinh Giang, cái này có Kinh Giang, 59. Kinh Giang khác vậy? Có số 95. Có không hề có 90. Rồi, nhưng mà tại anh dò hai số cuối làm gì? Thì đúng rồi, hai số cuối nó vô mới kia mới vô được. Ừ, chứ không vô đâu vô đâu. Trời ơi. 30 tờ giá số để tạch trong. Nè, 30 tờ. Nè, ôi nhầm này. Không các bạn mà cái này nữa anh, cái này nữa anh bỏ đi. Này nữa anh bỏ đi. Và tiếp theo là Đà Lạt luôn mà má. Trời đất ơi, dấu dấu gì cũng Đà Lạt. Cũng tạch cả, cháu số nào cả. Trời nè, trời, cậu trời thánh Phật nè. Rồi bé, tiếp, tiếp tại gì? Bé, bé Sương cầm sờ của bé Sương đi. Tiền Giang đi. Ôi mọi người quên cái này của em à. Này Đà Lạt luôn. Đà Lạt luôn này mọi người. Anh tìm số 40 cho em đi. Có 40. Số 9 cho em đi. 40 có 9, 40. Wow, vậy ba. Tiếp, tiếp. Có vậy thôi á. Nhầm rồi. 40. Nè 940 này không có luôn. Trời ơi có 77940 á. Có 44. 940 nè. 40 rồi. Nè 940 nè. Thêm em 77 đó em mà thêm xuống 2 số. Em nè, 40 nè, em thêm 77 nữa là được bao nhiêu? Tí về em xóa. 3. Để coi giải 3 là bao, để coi 10 tờ đúng không? 10 tờ giải 3 là bao nhiêu tiền? Giải 3 là bao nhiêu tiền xem. Giải 3 bao nhiêu? Giải 3 được 10 triệu đồng là được 100 triệu. Đấy. Ôi nét thật sự. Mất 100 triệu. Ôi, anh tát em hả? Rồi à, tiếp đài mới. Đài Tiền Giang bắn ve chai được không? Được. Đài gì? Đài Tiền Giang. Tiền Giang. Và sau đây là số của đài Tiền Giang. 200 ngàn một ghi. 20 ngàn. 20 ngàn. Mẹ ơi. Đến sau đây là chương trình số của đài Tiền Giang. Và chương trình dò số xin được phép bắt đầu. 50. Tà tan, nằm xuống dưới đó đọc. Mẹ 05, 405. 05. Ai kinh cái coi. 405 không có một cái 05 nào hết. Dục. Thôi bây giờ đọc nha mọi người dò nha. 50. Đài gì đây? Đài được dò vậy lâu lắm. Đài Tiền Giang. 50. Lâu lắm. Có 50 không? Có 05 thôi. 5 năm. Trời ơi, dò vậy lâu lắm. 04. Từ từ từ, anh đọc lẹ quá à. Không, em dò vậy lâu lắm. 05 nè. Có 900 nè, chơi không? 900. Không có. 0900, không có 900. Bên đi, 8, trời ơi, 0900 nè. Không có 900. 814. Không có 900, là 0900. 814 đúng không? Ừ. Có 8117. 818 á, có 818. Không có cái gì cả. 113. 113, 113. Gọi cảnh sát. Có 117 à, không có 113 gọi cảnh sát. Có 112 nè, 112206 nè. 113. Rồi đây một đống 113 không có luôn. 908. 908. Chà là chị. Có 206 không? Có 908. Ôi giời, em nắm được mẹ bán vé, ve chai anh ạ. Rồi, nắm về bán vé số luôn. Bé Sương đâu, của bé Sương đâu? Bé Sương ở đây còn giữ một cặp nè. Bé Sương đọc số, bé Sương. Ủa sao lẻ vậy? Quay quay lại. Hết rồi đó, ao đó. Chết hết rồi đó. 016 nè. Bị tịt chiêu hết rồi. Anh đây, đài Kiên Giang anh ơi, em có hai tờ Kiên Giang nữa. Không có. Kiên Giang thì giờ đang Kiên Giang đúng không? Đang tờ Kiên Giang. 15. 15, 25. Chúng ta đã đi... Thôi đi đây, về bán ve chai chứ làm gì nữa. 20 ngàn một ký hả bé? Cứ anh chị nào mà mua nhiều nhiều á, kêu chị nấm đến giò rồi lấy mang về bán ve chai tiếp, nha. Tiếp, còn số nữa không vậy? Con, Kiên Giang. Đi rồi, đứt rồi. Ơ ừ, sao vậy? Đứt luôn rồi. Chứ giò mà đứt rồi. 95 có đâu? Có 59 à. 95, 96 hả? 95 không có 95. 95, 96. Có 59 nè. Nhưng
nhưng mà số của mình là 93. Có 56 luôn nè. 56 này, 76 nè. 59 đặc biệt luôn nha. Trời ơi, buồn vậy. Giờ giá số mà mua quá trời mà giờ lẻ quá. Không thì cái giây phút mà tại vì mình mua cọc cọc 10 tờ mà. Trúng nó trúng một giây. Bữa mua mà giờ cái vết trên lưng nó còn. Nhưng mà có bao giờ có trúng không nhỉ? Kiểu như là chị ơi chị nhanh nhanh. Có chứ. Hả? Có chứ. Có hả? Ngày nào cũng có cái trúng luôn đấy hả? Hên xui à. Vậy thì có ngày nó ra những, giả. Có ngày không có ngày nó ra những số ngày đúng là sổ số kiến thiết ích nước nợ nhà ngay cái số trở về đúng không chứ mà chứ tại vì nhà. Nó ra một cái story là có đầy đủ hết thế nào cũng trúng nhưng mà mình chưa gặp ngày nấy làm gì em về bán ve chai cứ cầm nhỉ giờ là chụp hình không có chụp trúng có cái là trúng ở đâu chứ trúng ở đây đó. Trời ơi, buồn quá, ông trúng được cái giải 8 luôn á. Thì không dùng. Trang về tính ra, Trang không bữa là Trang hê lắm luôn á. Hê lắm luôn á, tại vì tính ra hôm đó là Trang mua 34. Mấy tờ? Em mua 34 tờ vé số. Ba, trúng 3.4. Nhưng mà em lúc đó là em cho gửi cho các bạn trong cửa hàng bốc. Bạn bốc 3 tờ, em mời hết, bốc hết. Ủa nhưng mà số giống nhau hết hả? Lúc đó em mua đại 34 tờ vé số đó còn 34 tờ còn lại. Em mua vé số xong em phát cho hết các bạn trong cửa hàng mỗi người 3 tờ. Thì em còn lại, em là người bốc cuối cùng là còn lại 4 tờ. Thì ra em giờ vé số thì vé xương này nó là trúng rồi. Có mình em trúng luôn, trúng giải. Một tờ vé số duy nhất. Có một tờ một cái gì? Trúng được 100.000, ít nhất được 100.000. Mình hay hơn 200 tờ không trúng được tờ nào trên. Với lại có khán giả hay nói là tại sao mình không có cho luôn mà phải đi mua vé số á. Có nhiều người hay hỏi vậy nhưng mà khán giả biết không cái đó cái này á là cho của cho mà thì cho biết đến khi nào thôi thì có công an việc làm thứ nhất và biết đâu đó biết đâu thần may mắn gọi tên thì mình có thêm một số vốn mình đi làm việc một chuyện kia nữa thì sao chứ còn đâu mà ngày nào mà cũng qua cho không cho nổi đâu quý vị khán giả tại vì ai không biết chứ bọn tôi là cũng đâu phải là khán giả hay là cái gì mà đạo diễn mà đang làm gì hả đang live stream nè mô phật à. Anh nói hết đi anh đó thì đó rồi xong bây giờ xong rồi đây thì sao nữa có nhiều khán giả hay nói gì đó cứ ủa sao mua vé số là làm lợi cho công ty sổ số mà đâu có làm lợi cho ai đâu nhưng mà mọi người đã không hiểu cái điều đó tại vì thực sự là bọn tôi giúp thứ nhất là giúp người khác mua nữa chứ không hoàn toàn mua là của riêng bản thân bọn tôi và đương nhiên nếu bọn tôi mà mua nữa thì bọn tôi cũng hy vọng là mình cũng có cơ may nào đó trúng được một số vốn thì bọn tôi cũng làm được nhiều chuyện hơn còn không trúng thì coi như giúp bé xương giờ bé phải buôn bán mà bây giờ mới là của cho bằng cách cho nữa bây giờ mình cứ cho vậy thì cái thành cái lệ đi rồi sau này không tục mà cái kiểu như là không làm có ăn thì nó cũng in sâu vào bé thì nó cũng kỳ nữa cho nên thôi công việc bé làm gì thì bây giờ mình còn giúp được thì mình mua giúp bé chứ mọi người cũng không nên có những cái suy nghĩ đó gọi xúc tích hết rồi đó nãy giờ nó hết rồi đó nãy giờ nó hết ý rồi đó thật không ừ anh nói thật không thiệt đó xuống dẫn tụi em đi xúc binh đi nhanh lên hết giờ rồi chung là bây giờ mà vì không có trúng cái tờ nào nên là cũng hơi buồn nên là tiếp theo chương tiếp tục tiếp theo tôi sẽ mua lại trúng tiếp tôi sẽ mua trúng tiếp ai nói thì nói mua đây là đúng rồi vậy thì nếu mà vậy là ích nước lợi bé xương tôi mua thì trúng mua chúng tiếp, chúng khi mà tôi chúng rồi cho cách khác, chúng rồi cho cách khác. Nên mình không nói đóng cửa rồi dẫn đi shopping coi. Đi, cứ ngồi nói xuống ngoài. Đi, mình đi xuống bắt bò xuống. Thôi nói chung là cảm ơn quý vị khán giả hôm nay là bé xương là đáng lẽ là bán sẽ là còn bị dư rất là nhiều nhưng mà cũng may là quý vị khán giả các bạn thường quân nó ủng hộ đó là còn dặn em là để khi nào mà bé xương mà hôm nào bán ế. Thì mới mua chứ không những hôm đầu thì mọi người mua ủng hộ rất là nhiều. Với còn cái chuyện nữa là khán giả hay nói là tại sao không lấy cái xưa số bé xương ít lại chứ phải lấy nhiều lên vậy chi không bây giờ bé nó còn bán được mà mọi người còn thương thì ráng tích góp được nhiều tích góp chứ để rồi mang cái canh bằng của bé thì mọi người biết rồi đó mang suốt đời mà không biết thế nào chữa được nữa cũng khó ừ. Nhắm lắm mà. Không nhắm thì có người tại vì có người nói 200 tờ 300 tờ bán 200 tờ 300 tờ bán chi vậy trời
bỏ công sức đó ra, mà thực sự là bé bán cũng không có phải là cực khổ đâu quý vị. Cũng bán từ 8 giờ đến khoảng 1-2 giờ chiều là xong rồi. Thì bán trễ lắm anh, không được 8 giờ. Mà có cô chú ở đây phụ nữa chứ đâu phải là ép mấy gì đâu. Với lại cái tiền đó để dành lại cho bé sau này bé đi đường dài nữa, đóng vô cái bệnh viện để cho bé truyền máu dài dài nữa chứ đâu phải ngày trước ngày sau đâu quý vị cũng vậy. Dạ đúng rồi, thôi cuộc sống mà công việc thì mình cứ cố gắng thôi. Còn thực ra nếu mà bé mệt là mình có các anh chị ở cửa hàng chăm sóc cho bé nên là không tại sẵn đây cũng... nói thôi chứ mọi... anh cũng muốn nói đâu mà. Mọi người cũng nói là người cứ yên tâm là còn có rất là nhiều chị em. Ủa cái gì? Chuyên gia làm bắn đang diễn mà diễn dở diễn sao? Đạo diễn mà lố quá trời lố luôn á. Tự nhiên quay qua thấy cục gì lỡ họ đang xì à? Rồi thôi bé Sương cảm ơn quý vị khán giả nè, bé Sương phải nói cảm ơn con, cảm ơn quý vị khán giả này, cảm ơn quý vị khán giả thời gian qua đã mua vé số ủng hộ cho con rất là nhiều. Cảm ơn quý vị thương yêu con. Nào cầm cái mic này nói cho nó rõ nè. Nhìn vào đây. Nhìn vào máy này. Dạ đó, nhìn nó đi. Cảm ơn đi, cảm ơn. Cảm ơn quý vị khán giả đi. Cắt tóc được phải viết thư quá quý vị. Dạ. biết là gửi cho. Biết là hơi bị mỏi tay đó, giờ gửi cả bữa giờ bé Sương cũng dạn hơn rồi, bây giờ bé Sương có thể tự nói với quý vị khán giả cảm ơn quý vị khán giả đi. Bữa giờ là vẫn chỉ dạy mỗi câu cảm ơn chưa dạy thêm được câu nào. Mình dạy lên, mình dạy lên. Không không nói được tiếng Việt, nói tiếng Anh rồi còn nói tiếng Kiều. Không thì nói tiếng Tây Ban Nha cũng được. Thì là silo vậy. Con đây là bé Sương cái hơi nhát. Nói đi con. Nói không sao đâu, từ từ mình phải giảng dữ lên chứ. Mọi người giúp mình mà mình cảm ơn. Cô Hà cứ chọc hoài đây nữa, đó giờ nhìn nói cảm ơn quý vị giả đi rồi mình kết thúc clip ở đây nè. Đó hai chị em đồng lòng nói cho đỡ ngại nè. Đây này, nói với tôi. Nhanh lên. Con cảm ơn quý vị khán giả trong thời gian qua đã giúp con nói chuyện với các bạn. Cảm ơn ạ. Đó, nói vậy thôi. Con cảm ơn quý vị khán giả. Đúng rồi. Hôm nào cũng vậy, bạn bé nhát lắm. Nhưng mà thôi, bữa nay vui vẻ nói rồi, cười rồi. Nói chuyện với cô chú thì không sao, mà cứ quay cái mặt vô là... Anh làm thế giống khùng anh. Không thiệt mà thì anh diễn tả y chang vậy thôi. Không, nói chung là... Bây giờ đêm nay về viết lời cảm ơn đi, rồi bữa sau hả mà mỗi lần mà cái kết một cái clip nào đó cảm ơn em sẽ lấy ra. Dạ, bé Sương đọc lên. Chứ bây giờ không có... Đâu có, đâu. Con để lên cái trình nó để này quẹt. Được không? Để điện thoại á. Ai nói cảm ơn đi con. Nhưng mà bé Sương phải tập, mỗi lần anh chị đi nhắc bé Sương phải tập chứ không phải là mình anh chị nói chơi đâu. Chứ là phải tập á, chứ còn nếu mà bé Sương cứ ngại, bé Sương không tập là sau này mình cứ vậy hoài, mình không tiến bộ được. Dạ, yeah, nên là chị Ngân có chị mấy cô, mấy chú đi lấy gì, đi lấy vợ, chồng hết rồi, không có đâu ai đi, rồi, xong. Rồi, rồi. Cảm ơn nha, cảm ơn quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tụi em rất là nhiều trong thời gian qua. Xin chào quý vị khán giả và hẹn lại mọi người trong một clip sau. Trời ơi, chơi hết em luôn ấy.